Gà ngon ghê vậy. Gà ngon quá đi. Ừ, gà Đùi gà gà quán hồn á, bằng ta thề luôn đây. của nhà em nó Nuôi thả vườn nuôi đúng thả không? vườn Đã chưa? Đúng bà luôn, đúng từ đẹp ba luôn. tám đem vô Quá đẹp. bác Quán hồn. mẹ ở cái đồ gấp pizza mua Lấy đồ gấp mày vô, lấy đồ gấp mày vô. mẹ lấy ra đây nghe. Đây là chuẩn bị thực hiện món gà nướng đây mọi người. Món gà nướng gà thả vườn, gà ta đó. Thịt quá ngon luôn rồi, thịt đã hay. Xì, gà này mà nướng rồi đóng bà xì hay. Dí sợi cho thịt đi. Ngon này. Ừ, thịt ngon ghê. Cái này nó lại cắt cái phô cao ra nướng riêng á. Đấy. Cái phô cao. Phô cao chưa cắt hả? Chưa cắt thì vô nó mẹ lấy cái kéo hoặc cái dao ra đấy cắt cái phao cao ra. Gà ngon ghê á. Gà này chuẩn bị lên lò nướng nha mọi người. Có một em vịt đang nướng ở bên trong lò bếp biển đó. Gà thì nướng bếp than mà vịt thì nướng bếp biển. Phao cao. Cánh, chân, đùi đầy đủ. Chưa chưa mới cái giỏ ngồi thôi, lật lại bên kia thì cái mặt trong nó ngồi đây này bỏ, đó. bỏ vô miếng nữa coi cái thêm nước cho đó là mới hết được. Để đây, bỏ vô miếng nữa con trở cái nó lại đó, cái nó lại cái rồi cái đủ khéo đó, khéo ra cũng đắt cái nhất vậy. Cắt cái chân ra luôn này, chân từ từ cũng sao. Gà ngon ghê to. Ừ. Gà thịt không gà, gà của thầy Sơn á hả? Gà ngon thịt á. Gà đâu phải. Là quá ngon. Là không. Gà đi đen 38 à. Mới nhậu hồi trưa ngồi đó. Nhậu với Tăng hả? Tăng với thằng Liêm với thằng Trương với Cương. Cái thâu thằng Liêm đủ lên nhà hắn nữa mà cái thâu vô chứ cái lấy nhà em rồi túi em chở vô thâu anh đi xe máy rồi mà có lại vô chứ ông banh bà chị đã lấy màu trong đi rồi mà chở chứ con từ từ chứ chở sao từ gọc từ từ trở thịt cũng dài lắm nên đi từ từ trở nạp ghi gì nạp ghi sợ hôm qua hôm qua hôm kia ra 38 cũng cũng nhậu vịt với nhậu gà bây giờ mua ra hai con vịt cũng nướng con luộc con nướng bánh xèo lắm lắm mà. Dạ đúng là ngày hôm qua đó hôm đó vịt vịt nướng bếp biển đã xong rồi giờ chờ tới gà nướng bếp than đây ngon đó hay từ thôi cứ riu riu nó chín từ từ chứ còn ép có lần dở. Từ nó mới chất lượng thơm phức. Đây là có một gian nhạo cũng là một gian nhạo đấy. Mấy ngày nay có chạy xe không anh? Không ở nhà à? Dạ không cho làm gì đâu, nó đi lúa với tụi nó mà lúa trong mình đi cũng ít rồi pha, cũng vơi rồi pha. Ừ. Bữa hôm trừ cũng nhiều gạt nhiều rồi gom 2-3 ngày cũng được xe à cái đùi đỏ quá thì. Gà này ngon nè. Dạ gà này ngon nhìn là thấy cái thịt quá gà Thầy Sơn thì nó mềm quá nhìn thấy cái thịt đỏ luôn mà này thịt không là thịt mà thịt bằng bằng khè luôn thịt này bằng khè chắc, luôn chắc thịt chắc thịt đúng không gà này đúng chắc thịt. Ngày này ngày hôm qua cũng gà vịt ngày nay cũng tiếp tục gà vịt ngày hôm qua thì lục với là nướng ngày nay là nướng thật ở đây thì giờ tính là nướng ngon hơn tôi nè nướng ăn ngon hơn thầy ở đây giờ cũng vậy nhậu nhậu là nướng ăn ngon nhậu là chỉ nướng thôi chứ còn ra đây mát lắm vậy ra đây gió mới chiều em mới quát với lại mới xịt nước đó xịt nước cũng bay cái hơi nóng đi rồi đó vậy chứ không là nóng ghê lắm nước mà xịt xuống cây sèo mà nó thấp vậy nó có ấy không ta dạ
Hấp vậy nó có chín không? Chín bên trong không? Chín chín này, anh cứ để riêng riêng từ từ thôi là chín hết á. Là lửa ngó đôi chân nóng vậy đó. Nó cháy chứ không ít đây. Chiếu lên đây mà không có mưa, bắt ếch nữa về nướng. Ừ, ủng hay. Anh khoái ếch nè. Em thấy ủng cái vụ mà không có máy được ếch theo đó. Không có mưa. Thì cũng ví dụ mà bác ấy chứ thì hôm đó mà làm trận nữa kìa, qua ngày mai làm tiếp trận nữa. Đi vui lắm, đi rồi. Qua ngày mai mà làm tiếp trận nữa, mưa là có ếch đi vô tư đó, mà nó cũng mưa có trận cũng thiệt. Làm những cỡ mấy anh em mình làm những cỡ chục con là về nướng. Màu vô tư hay. Ừ. Đi nướng mới thú anh tôi rồi. Thì bác ấy mới đồ mổ ruột ra cái cũng bỏ lên bếp than nướng nè. Lột da ra. Tỏi lột. Nướng luôn. Nướng xong lột da nó dục hả? Bại da rồi giỡn em vô chứ ở ngoài đó thì trời chắc cũng rất đà rồi. Thầy ba tám à? Dạ còn liếm đủ ra nhà hắn nữa đó mà cứ thôi anh đi vô chứ. Rồi đi về Trương đó bà chứ. Trương chưa về. Sao em vô là cây em bắt đầu về là xách về thêm thùng rồi đó. Thôi còn kèo khác rồi. Kèo này quan trọng lắm. Kèo này là quan trọng nhất.